Tài liệu mật bị rò rỉ của tình báo Mỹ cho hay trùm Wagner từng bí mật liên hệ với Ukraine để trao đổi khả năng tiết lộ vị trí quân Nga. Tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ gần đây cho biết Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, hồi tháng 1 từng đề nghị các chỉ huy Ukraine rút binh sĩ khỏi Bakhmut. Đổi lại, Prigozhin sẽ cung cấp thông tin về vị trí quân đội Nga để Ukraine tập kích. Ông Prigozhin đã chuyển đề xuất này đến các đầu mối liên lạc trong Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, những người mà trùm Wagner đã bí mật duy trì liên lạc từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2022, theo tài liệu tình báo của Lầu Năm Góc được Washington Post công bố ngày 14 tháng 5. Hai quan chức Ukraine cùng ngày xác nhận ông Prigozhin đã nhiều lần liên lạc với tình báo quân đội Ukraine. Một người khẳng định Prigozhin hơn một lần đưa ra đề xuất về Bakhmut, song Ukraine từ chối vì không tin lãnh đạo Wagner. Một quan chức Mỹ cũng cho biết giới chức nước này nghi ngờ về đề xuất của Prigozhin, do lo ngại đây là chiêu nghi binh. Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky không xác nhận mối liên hệ giữa Ukraine và lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga. Đây là vấn đề của tình báo quân đội, ông Zelensky nói, đồng thời phản đối việc công bố thông tin mật và nhận định điều này mang lại lợi ích cho Nga. Một số tài liệu của Mỹ bị rò rỉ khác cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng Nga đang thảo luận cách đối phó với những lời chỉ trích từ ông Prigozhin, cũng như những yêu cầu về đạn dược của lãnh đạo Wagner. Các tài liệu tình báo Mỹ cũng đề cập đến cuộc ganh đua quyền lực giữa ông Prigozhin và một số quan chức cấp cao Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Trong bối cảnh căng thẳng này, ông Prigozhin ngoài gọi điện còn gặp trực tiếp đặc vụ tình báo quân sự Ukraine tại một quốc gia châu Phi, theo một tài liệu của Mỹ. Ông Prigozhin than vãn về thiệt hại nặng nề mà các đơn vị Wagner phải hứng chịu tại Bakhmut và kêu gọi Ukraine tấn công mạnh hơn vào quân chính quy Nga. Một tài liệu khác cho biết ông Prigozhin nói với đặc vụ tình báo Ukraine rằng quân đội Nga đang gặp khó về nguồn cung đạn dược. Ông cũng khuyên lực lượng Ukraine đẩy mạnh tập kích bán đảo Crimea trong bối cảnh tinh thần quân đội Nga sa sút. Lãnh đạo Wagner và giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên. Ông Prigozhin gần đây nhiều lần chỉ trích các chỉ huy cấp cao nhất của quân đội Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vì không cung cấp đủ đạn dược cho các đơn vị xung kích của Wagner tại Bakhmut. Prigozhin cáo buộc các đơn vị chính quy Nga tháo chạy khỏi một số vị trí ở Bakhmut, khiến lực lượng Wagner bị hở sườn và tạo điều kiện cho Ukraine chiếm lại nhiều khu vực tại đây. Lãnh đạo Wagner cũng cảnh báo Ukraine có thể dần bao vây lực lượng của tập đoàn quân sự tư nhân ở Bakhmut nếu quân chính quy Nga không ngăn đà tiến của Ukraine ở hai bên cánh. Chiến sự tại Bakhmut rơi vào thế giằng co trong nhiều tuần qua khi Nga và Ukraine đều dồn lực cho trận đánh tại đây. Ukraine nhận định Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbas, ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Giới chức Ukraine ngày 14 tháng 5 thông báo giành 10 vị trí từ Nga tại khu vực phía Bắc và phía Nam Bakhmut, đồng thời nhận định giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra khi Nga tập trung toàn bộ lực lượng trong nỗ lực tiến công và phá hủy mọi thứ khi di chuyển.